hướng dẫn chụp ảnh ở trên cầu đừng chụp như thế này đi đến giữa cầu và để bạn trai của bạn ngồi xuống chụp trông sẽ cao hơn đi sang một bên cầu căn nhân vật ở bốn ô dưới quay lưng lại đặt nhân vật ở giữa khung hình lùi ra xa một chút căn nhân vật ở đường kẻ đi bộ dọc theo cây cầu để ghi lại cảm giác tự nhiên